Ơi, hai chú cháu bơi đâu vậy? Dạ con bơi về Cần Thơ. Thôi, bơi ngược về Sài Gòn đi. Tới rồi, tới chỗ mà Thu Quen Nhí rồi. Dạ. Bà Ngọc ơi, con đi bơi mà con đeo chi ngọc trai quá trời người vậy? Dạ khi mà con xuống nước á, mấy cái ngọc trai á, con tự nhiên con đang bơi nó bị dính vào đầu con trời. Ôi trời. Chỗ nào hay cái gì chỉ chú đi, chú xuống chú bơi cho ngọc dính vô người chú nha. Dạ, ở Tokyo á chú mới có. Trời ơi, Tokyo mới chịu. Ô hay quá. Tuần này là hai chú cháu sẽ phải hóa thân thành. Dạ hai chú là Tiaga. Nhưng mà nhóm nhạc này hát tiếng gì? Dạ hai chú là tiếng Hàn Quốc. Trời ơi. Trời ơi, hết hồn chưa? Chú có... mà con biết một cái bài về tiếng Hàn Quốc. Đó, hát bài gì nè? Dạ Nobody. Chú nghe giống như là con hát cái bài về con bắt chú vậy đó. Xin mời quý vị khán giả hãy vào phòng tập để xem hai chú cháu Phan Ngọc Luân và bé Bảo Ngọc tập luyện tiết mục này như thế nào. À, cho con đi ăn, con đói bụng sáng giờ con chưa có ăn. Trời ơi, mới chứ. Con ăn hồi sáng rồi mà, con ăn sáng rồi mà. Vậy chưa? Thôi giờ Luân với An tập trước đi, cho bé ăn rồi bé quay lại ha. Em cảm ơn anh, tại anh đã cứu em. Thôi đi ăn đi, anh không quậy em nữa. Bóp đi, đúng rồi, cái tàn ra. Mèo làm gì hả? Để mà 3 1 2 3 Bò bịp. Rồi. Ủa? Ăn xong rồi đó. Nhanh vậy hả? Ngon không? Con ăn rồi, con ngốn không rồi. Con ngốn. Giờ tập nha. 2, 3, diễn. Con nữa. Trời. Đây. Rồi uống đi. Cười nữa. Em sợ, em sợ mượn cớ cười xong sặc phun nước vô mặt em. Không được. Yo. Tâm này thấp quá giờ đó gì con. Trời chê tâm thấp nữa kìa. Tâm thấp luôn á. Bé Ngọc là nghe chính xác nha. Tại nãy giờ anh cố tình anh trừ xuống một có thử nghe được không? Biết thấp luôn nghe hả? Biết thấp. Bây giờ chú sẽ đổi từ cái tông thường qua cái tông đơi cho con nha. Thật tới lên. Đúng rồi. Thôi cái này đúng rồi. Đúng rồi. Gì mà nghi tên lỗi. Đây là coi dữ lắm rồi nè. Coi dữ lắm nhiễm luôn. Coi dữ lắm là nhiễm rồi đó. Vậy giờ con muốn tâm gì? Dạ tâm hơi cao lên một chiếu, nhớ nở cái đuôi con kiến mà. Nhanh nữa đi chú ăn. Thì ra là con hát cái bài gì đó với con mèo đúng không? Dạ thưa chú là tại vì con mèo con làm gì mà con tính vào chú Lưng chứ chị không cho con vào. Đúng rồi chú Lưng tập cho con sao? Không mình mời khán giả coi clip gốc đi nha được chưa? Còn gì thắc mắc nữa không? Dạ. Chú gì nữa? Clip gốc là phim mặn lỗi á chú. Thôi clip gốc là mấy cô trong nhóm chia ra hát thiệt á, con mới là lỗi đó con à. Con lục có lục con phim mặn lỗi. Mời quý vị khán giả hãy xem lại nhóm chia ra với ca khúc này. Vất vả ghê chưa? Thưa quý vị, bây giờ thì bé Bảo Ngọc và Phan Ngọc Luân đã bơi lên sân khấu rồi. Chúng ta hãy xem phần hóa thân của họ khi họ trình diễn tiết mục của nhóm Tiara nha. Chenna eke chi chatta go ramane no hacho ne chimara go
Phần trình diễn của các cô gái xinh đẹp đến từ Hàn Quốc, nhóm Tiara. Xin cảm ơn các bạn vũ đoàn. Ôi, hôm nay làm con mèo dễ thương quá. Anh nghe siêu. Nãy con hát cái câu gì mà gì thích nghe lặp đi lại rất là nhiều lần, quen lắm luôn á. Con hát lại cho chú nghe được không? Dạ được. Poppy 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 poppy. Trời ơi mà hay quá luôn, một em bé 7 tuổi như thế này mà hát tiếng Hàn Quốc. Vậy chứ con có hiểu gì không? Dạ con chỉ hiểu con câu à. Câu gì nè? Dạ Poppy là tiếng con mèo. Mời các vị giám khảo nha, mời cô Hồng Vân. Công nhận á, bé Bảo Ngọc á dễ thương thiệt á, nhìn con á mọi người đều muốn nuôi mèo hết á. Thiệt luôn, cô Hồng Vân sợ mèo lắm đó, nhưng mà nhìn Bảo Ngọc nay cô Hồng Vân suy nghĩ lại, bởi vậy mới thấy thương chú Luân, là lúc nào chú Luân cũng phải hy sinh cái nhan sắc của mình để mà có thể không chị em đẹp hơn mà em thấy em đẹp hơn. Cái con mèo của chú Luân thì nó không biết là cái thể loại mèo gì, tại vì nó ngộ ngộ ha, cái con báo nó đàn tiến quá thành con mèo đúng không chị? Cũng cảm giác vậy đó. Nhưng mà nhờ vậy đó thì lại càng tăng thêm cái vẻ đáng yêu cho bé Bảo Ngọc và làm cho cái tiết mục nó sinh động. Bé Ngọc có một cái lợi điểm á, là con làm cái gì người ta cũng thích hết trơn á. Lạ lùng vậy đó. Con baby hoài tới tối ta nghe cũng được, nó tới khuya giờ cũng được luôn á. Dạ nhà con nhìn gương hoài mà con thấy con giống mèo. Không giống gì? Dạ giống chó con. Con siêu phàm quá đi thiệt á. Giờ hát tiếng Hàn mặc dù không hiểu đó là nghĩa gì hết á, mà hát vẫn ok ngon lành. Có hiểu mà, rồi. Có hiểu cái Bobby đó. Bobby là tiếng mèo đó. Mà mèo đâu có con nào kêu bằng Bobby đâu. Chắc mèo Hàn Quốc nó kêu vậy đó chị ơi. Dạ. Cảm ơn con. Cảm ơn giáo khảo Hồng Vân. Xin mời chị Mỹ Linh ạ. Em không thể rời mắt khỏi bé Bảo Ngọc.
từ đầu đến cuối. Bởi vì em đang nhìn bé Bảo Ngọc thế là vừa tầm mắt này, nhưng cái con mèo kia nó lớn quá, bị phải ngước lên. Thế mà ngại quá thực cái nhìn luôn thế này. Khi nào mà em hạ chiều cao xuống, em đứng này, em ngồi này này, thì chị mới nhìn được, thấy con mèo này cũng đáng yêu mà. Ờ đúng rồi, mèo này cái mặt xinh nè, chỉ có cái phọt kỳ thôi. Cháu ở sân khấu, cho dù cháu đóng vai nào ấy, cái này chắc cũng là cái công rất là lớn của chú Luân hướng dẫn con. Thì ở cháu đều toát lên một cái sự thu hút. Có lẽ là cháu sẽ là một cái người truyền đi một cái thông điệp là con gái thật là tuyệt. Hôm nay tiết mục này rất là tuyệt vời. Mời chú Hoài Linh. Khi con hóa thân thành một cái nhân vật nào, cái thần thái của con khi con biểu diễn á, nó rất là ra. Như bữa nay là con giả những cô gái Hàn, phải không? Nhìn con khi con biểu diễn nó rất là Hàn Quốc, rất là hồn nhiên ngây thơ. Đối với Phan Ngọc Lân thì bên cạnh em có một cô bé nó như là cái viên ngọc. À, bây giờ là em càng mài dũa thì nó lại càng sáng hơn. Là một cái người huấn luyện viên thì anh nghĩ là em chấp nhận nhiều cái hy sinh để em làm cho cái tiết mục nó hoàn hảo. Cái lòng của anh vẫn dành một cái sự yêu quý, cái tình cảm của em dành cho thí sinh nhí của mình. Và cảm ơn tất cả những huấn luyện viên ở trong các đội luôn. Và tôi mong rằng khi bước ra khỏi chương trình, chúng ta vẫn còn cái sự yêu thương đó dành cho các cháu. Xin cảm ơn các vị giám khảo. Và chúng ta hãy bình chọn cho cặp đôi của bé Bảo Ngọc, ca sĩ Phan Ngọc Luân. Mọi người hãy bình chọn cho con là mã số 04. Xóa tin nhắn GM khoảng cách 04 gửi về tổng đài 6370. Và chúng ta còn một cặp đôi cuối cùng, cặp đôi của bé Phương Mỹ Chi và ca sĩ Nam Cường. Tuần này họ sẽ phải hóa thân thành ca sĩ Mỹ Tâm. Chúng ta hãy cùng trò chuyện với Phương Mỹ Chi và Nam Cường.